Thanh Hằng lần đầu đăng ảnh cùng chồng khoe cận nhẫn cưới làm điều đặc biệt đánh dấu chủ quyền. Chỉ còn 4 ngày nữa là đến lễ cưới của chị đại làng mẫu Thanh Hằng. Mới đây cô nàng đã công khai bức ảnh có sự xuất hiện cùng vị hôn phu, nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Chiều 17 tháng 10, Thanh Hằng gây sốt khi tung bức ảnh cưới với nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Trước thềm hôn lễ, chân dài sinh năm 1983 thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh thân thiết cùng chồng tương lai. Tuy nhiên, cô vẫn giấu kín dung mạo của anh, không trực tiếp công khai. Dù vậy, nữ người mẫu lại khéo đánh dấu chủ quyền bằng hành động cả hai nắm tay tình tứ. Nhìn trong ảnh, bàn tay cả hai nắm vào nhau, người xem có thể nhìn thấy rõ chiếc nhẫn kim cương mà Thanh Hằng được ông xã cầu hôn hồi tháng 8 năm 2023 vừa qua. Dù người đẹp chỉ mới khoe một phần nhỏ về chú rể, chưa đăng ảnh chính diện nhưng dân tình không khỏi chúc mừng. Đây cũng là lần đầu tiên cô dâu tháng 10 khoe cận nhẫn cưới đơn giản, tinh tế nhưng vô cùng sang trọng của cả hai với công chúng. Sau khi đăng tải bức ảnh của Thanh Hằng, lập tức nhận về tương tác khủng. Nhiều sao Việt khán giả đã đồng loạt gửi lời chúc mừng đến Thanh Hằng, chúc chị yêu mãi hạnh phúc. Cuối cùng ngày này cũng tới, tuyệt vời quá nàng ơi, chúc mừng đã chúc mừng, hồi hộp ghê luôn à. Trước tình cảm của khán giả, người đẹp đều lặng lẽ thả tim từng bình luận. Trước đó ít ngày, Thanh Hằng khiến dân tình đứng ngồi không yên khi nhắc khéo ngày cưới trên trang cá nhân. Cô viết, thế là xong The New Banter, còn 6 ngày bắt tay cho bữa tiệc tối cuối tuần này. Hiện tại, thông tin về đám cưới của siêu mẫu Thanh Hằng với chồng là nhạc trưởng Trần Nhật Minh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Được biết, vào ngày 22 tháng 10, tức chỉ còn chưa đến 4 ngày nữa, hôn lễ của cặp đôi sẽ chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Trên mạng xã hội, không ít sao Việt đã khoe hình ảnh thiệp mời sẵn sàng dự đám cưới của cặp đôi. Được biết, hôn lễ của nữ siêu mẫu sẽ được tổ chức riêng tư và dress code của tiệc cưới này dành cho khách mời là gam màu trắng, đen và pastel. Những người đầu tiên xác nhận đã nhận được thiệp mời cưới từ nàng siêu mẫu có thể kể đến như nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn và bạn đời Sơn Đoàn, ca sĩ Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 Hương Giang, siêu mẫu Lan Khuê. Một số khách mời đình đám khác cũng sẽ đến dự hôn lễ này như Hồ Ngọc Hà, Kim Lý, Hà Anh Tuấn, vợ chồng diễn viên Bình Minh, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, siêu mẫu Xuân Lan, các học trò của cô ở The Face, The New Mentor. Riêng Tăng Thanh Hà không có mặt nhưng đã gửi thiệp và quà cưới chúc mừng. Hôn lễ này được tổ chức kín đáo, khách mời phải xác nhận tham dự trước ngày 18 tháng 10. Chuyện tình kín tiếng của chị đại làng mẫu khiến dân tình tò mò. Được biết, Thanh Hằng và ông xã Nhật Minh đã bên nhau hơn 5 năm, cùng làm việc trong giới giải trí nhưng số lần công khai xuất hiện cùng nhau vô cùng ít ỏi. Đến tháng 5 năm 2023 vừa qua, nữ siêu mẫu mới xác nhận với truyền thông đang có bạn trai và đã sẵn sàng cho chuyện kết hôn. Thanh Hằng dành lời khen cho ông xã là người trung thực, tốt bụng và đáng tin cậy. Vị hôn phu của Thanh Hằng là Trần Nhật Minh, sinh năm 1981, là một nhạc trưởng. Nhật Minh từng du học tại Magnitogorsk, Liên bang Nga và tốt nghiệp thạc sĩ tại Nhạc viện Tchaikovsky, Moscow, chuyên ngành chỉ huy hợp xướng năm 2007. Năm 2004, Trần Nhật Minh đoạt giải nhì cuộc thi quốc tế dành cho chỉ huy trẻ tại thành phố Vladivostok, giải khuyến khích cuộc thi chỉ huy hợp xướng chuyên nghiệp toàn Nga lần thứ 5. Hiện tại anh Trần Nhật Minh đang là chỉ huy dàn nhạc tại nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh. Anh từng chỉ đạo âm nhạc cho nhiều dự án âm nhạc nổi tiếng của nghệ sĩ Việt như Hà Anh Tuấn, Lệ Quyên, Thanh Thảo. Vào tháng 7 năm 2023, nhạc trưởng Trần Nhật Minh đã chỉ huy dàn nhạc Thính phòng Hà Nội trong đại tiệc âm nhạc mang đậm dấu ấn lịch sử nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam Italia tại Rome. Mới đây trong chung kết The New Mentor, dù không lộ mặt nhưng nhạc trưởng Trần Nhật Minh có cách ủng hộ vợ khéo léo khi đưa nguyên dàn nhạc giao hưởng lên sân khấu hỗ trợ cho team Thanh Hằng biểu diễn.